Thưa quý vị, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, du lịch là một trong những ngành được chính phủ chú trọng trong việc chuyển đổi số để khai thác hiệu quả lợi thế. Tuy nhiên, để làm được điều này cần sự vào cuộc đồng bộ, tránh tình trạng mỗi địa phương mạnh ai nấy làm. Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương tiên phong trong chuyển đổi số du lịch, với nhiều ứng dụng được triển khai nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Đà Nẵng cũng đã tận dụng ưu thế của công nghệ trong quảng bá, xúc tiến du lịch, từ đó mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Hiện Sở Du lịch Đà Nẵng đang tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh triển khai các giải pháp về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, hướng đến xây dựng nền tảng dữ liệu du lịch và hệ thống công nghệ số hỗ trợ doanh nghiệp, gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh du lịch đang phục hồi mạnh mẽ. Phải xây dựng cho được cái cơ sở dữ liệu lớn mà hiện nay chúng ta mới bắt đầu thôi. Phải có một cái đơn vị nào đó đứng ra làm, thì lãnh đạo thành phố có thể giao Sở Du lịch, có thể giao Liên Hiệp hội, có thể giao Hiệp hội chúng tôi, hoặc là cái quỹ xúc tiến tôi vừa thành lập. Có một cái nền tảng dữ liệu lớn như thế về tài nguyên du lịch, về cơ sở dịch vụ, thì chúng ta mới nhanh chóng kết nối vào với các nền tảng lớn. Câu chuyện đồng bộ tài nguyên số du lịch không chỉ là nỗi niềm của riêng Đà Nẵng, bởi phát triển du lịch bền vững về lâu dài là phải đẩy mạnh liên kết du lịch và đồng bộ về tiện ích du lịch trong toàn hệ thống. Để giải quyết bài toán này, tạo điều kiện cho ngành du lịch nắm bắt thời cơ hậu COVID-19, thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện 3 dự án cốt lõi trong công tác chuyển đổi số, gồm hệ thống xây dựng một nền tảng số theo trục dọc, xây dựng hạ tầng lưu giữ hệ thống máy chủ và các dự án tạo đà phát triển, dự án về số hóa các di sản văn hóa và chuyển đổi số trong ngành du lịch. Theo kế hoạch, tất cả các di sản văn hóa sẽ được xây dựng trên bình diện tổng quát đối với bản đồ số về các hệ thống, các di tích, danh lam thắng cảnh, điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Đề xuất tham mưu với lãnh đạo bộ để triển khai cái dự án chuyển đổi số trong ngành du lịch. Quan trọng nhất trong cái dự án này đó là cái trục kết nối liên thông để khai thác dữ liệu, kết nối liệu từ các cái địa phương, các cái điểm du lịch lên cơ quan trung ương, và từ đó chúng tôi lại có cái kho dữ liệu dùng chung để chúng ta cùng chia sẻ dùng chung với toàn ngành. Ứng dụng công nghệ số là điều kiện bắt buộc phải triển khai và được đẩy nhanh hơn trong ngành du lịch hiện nay. Để có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch, Tổng cục Du lịch cũng đã đề ra 8 nhóm giải pháp quan trọng như hoàn thiện các đề án, chương trình chuyển đổi số trong ngành du lịch trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ra soát sửa đổi bổ sung luật du lịch, các kế hoạch chiến lược phát triển du lịch phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số, tập trung phát triển một số nền tảng số căn bản của ngành du lịch, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị trong ngành du lịch và ngành công nghệ thông tin để thiết kế giải pháp, mô hình công nghệ đáp ứng nhu cầu quản lý, kinh doanh du lịch số.